Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Vườn Đăng. Mình là Hải. Và trong chuyên mục giới thiệu sản phẩm vật tư làm vườn ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một loại chất trồng tuyệt vời cho cây trồng, đó chính là sản phẩm viên đất nung. Đây chính là sản phẩm viên đất nung ở trên tay mình. Nhắc đến một số loại chất trồng tuyệt vời cho cây trồng thì chúng ta có thể kể ra một số đại diện, ví dụ như là trầu hun này, mùn dừa này, là vỏ thông. Nhưng tuy nhiên mình lại khá là ấn tượng với cái sản phẩm viên đất nung như này bởi cái thiết kế cũng như là đặc tính tuyệt vời mà nó mang lại. Đó. Còn cụ thể như nào thì mình sẽ đi chi tiết hơn ở phần sau của video. Đấy. Và về đối tượng áp dụng sử dụng trên cái viên đất nung thì chúng ta có thể kể ra một số, ví dụ là các loại rau này, rau ăn lá này, rau gia vị này, hay thậm chí là cả rau lấy quả nữa, cũng có thể sử dụng cho một số các dòng hoa và cây cảnh. Và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái viên đất nung như thế này. Nhưng tuy nhiên do giới hạn thời lượng video cho nên là mình sẽ để dành nội dung đấy qua một video khác. Nhưng mà tin mình đi, sản phẩm viên đất nung này rất là dễ sử dụng đấy các bạn ạ. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sơ qua hình dáng của viên đất nung này. Thì như các bạn có thể nhìn qua thì mình có thể nói sơ qua một chút, đó chính là viên đất nung này chính là những viên đất đá được nung ở 1200 độ C. Đấy. Và cái đường kính của những viên đất nung trên tay đây nó rơi vào tầm khoảng là 1 cm. Và như các bạn ý thì các góc của nó đã được bo trở lại. Thoạt nhìn thì chúng ta thấy điều này rất là bình thường. Nhưng tuy nhiên, chính cái thiết kế này sẽ giúp chúng ta đạt được một số thuận lợi khi trồng cây. Đấy, các bạn muốn biết một số thuận lợi ấy như nào không ạ? Đấy, mình có thể kể ra một số như sau. Điều đầu tiên đó chính là cái sự thông thoáng. Nhắc đến cái độ thông thoáng thì các bạn để ý nhé, đó chính là giữa các cái viên đất nung này nó sẽ có một cái khoảng không gian nhỏ. Và không gian đấy tuy nhỏ thôi, nhưng tuy nhiên nó cũng là đủ để oxy không khí có thể lưu thông xung quanh vùng rễ cây. Đấy, đất quá chặt. Và phần rễ cây thì đương nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất rồi. Đấy, cũng giống chúng ta vậy thôi. Chật quá thì làm sao mà chúng ta chịu nổi. Đấy, nhưng tuy nhiên khi áp dụng trồng cây trên viên đất nung như thế này thì cái phần rễ cây nó sẽ có đủ không gian để nó hô hấp, cũng như cũng có đủ không gian để nó sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Đấy, mà khi phần rễ thân đã phát triển thuận lợi rồi thì đương nhiên là phần thân và phần lá trên mặt đất sẽ phát triển thuận lợi theo. Và như vậy là cái vườn chúng ta cũng sẽ có cái sự đồng đều. Mà cũng nhắc về cái sự đồng đều thì khi mà trồng trên đất truyền thống ấy thì sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ có thể thấy là cây ở trong này nó sẽ cao, những cây ở chỗ kia thì nó cũng thấp tì rồi. Tất nhiên là mình cũng đã lưu ý một số cái vấn đề gọi là gieo cùng thời điểm này và tưới nước bón phân đầy đủ. Nhưng tuy nhiên là do chúng ta rất khó để có thể kiểm tra được cái độ tơi xốp của đất cho nên là điều ấy cũng là điều bình thường. Nhưng tuy nhiên khi áp dụng viên đất nung này thì vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Tiếp theo chính là nó giúp chúng ta giải quyết cái tình trạng gọi là tình trạng úng nước. Khi mà chúng ta trồng cây ấy, chẳng may mà chúng ta tưới quá sức nước này hay là trời mưa mà chúng ta không tiêu nước kịp thì với các cái khoảng hở giữa các viên đất nung này thì cái vấn đề tiêu nước nó sẽ không còn là vấn đề gây khó dễ chúng ta nữa. Hơn nữa cái viên đất nung này nó còn hút ẩm và giữ ẩm tốt hơn 30% so với khi chúng ta trồng trên đất truyền thống. Cho nên là nó cũng giúp cây trong vườn có thể tiếp cận được với độ ẩm đầy đủ, giúp vườn chúng ta luôn được xanh tốt. Điều tuyệt vời tiếp theo đó chính là cái viên đất nung này, đó chính là nó giúp tạo được cái môi trường trung tính, giúp cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Khi mà chúng ta trồng cây ấy, thì cái yếu tố rất hay bị chúng ta bỏ qua đó chính là cái chỉ tiêu pH. Nếu các bạn không biết chỉ tiêu pH là gì thì chúng ta có thể liên tưởng đến khái niệm của là đất chua và đất kiềm. Tất nhiên đất chua và đất kiềm thì trái cây nào có thể lên được cả. Muốn cây trồng lên được thì chúng ta phải tạo cho cây một cái môi trường gọi là môi trường trung tính, tức là pH nằm trong khoảng từ 6.5 đến 7. Và cũng thật may là mình đã tìm được cái sản phẩm gọi là sản phẩm viên đất nung. Đấy, bởi vì cái môi trường trung tính mà viên đất nung của viên đất nung nó cũng sẽ giúp ổn định các yếu tố làm thay đổi pH, nhất đó chính là phân bón. Hơn nữa nó cũng tạo được cái thuận lợi giúp cho hệ vi sinh vật xung quanh của rễ cây hoạt động và tăng sinh về số lượng. Đấy, mà khi hệ vi sinh vật xung quanh vùng rễ cây hoạt động thuận lợi rồi thì tất nhiên chả có cây nào lại từ chối lên cả, đúng nào? Và điều cuối cùng mình lấy cái ý như mình nhắc ở đầu video ấy, đó chính là viên đất nung này là những viên đất đã nung ở 1200 độ C. Tất nhiên khi đã nung ở 1200 độ C rồi thì chẳng có cái tác nhân gây bệnh nào để sống được với nhiệt độ đấy cả. Đấy, cho nên là cũng tạo cho chúng ta một sự an toàn và chúng ta có thể tin được, có thể trồng nhiều cây ở nhiều thời điểm trong năm, đúng không ạ? Video thì cũng khá là dài rồi, vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời mình muốn nói về cái sản phẩm viên đất nung này. Nhưng tuy nhiên thì mình sẽ để dành những nội dung đấy qua một video khác.
Và nếu bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về cái viên đất nung này cũng như đặt hàng về những đặt hàng số lượng lớn ở bên mình thì có thể liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại mình sẽ đọc ngay sau đây, đó chính là 035 964 2916 hoặc là 0966 416 329. Đấy, tên công ty của mình đó chính là công ty giống cây trồng hải đăng. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.